xe, rất là vui luôn, quá trời xe. Vui là vui. Rồi xe dừng nằm sướng quá hề. Có tivi trên màn hình, có tivi giống như là đi máy bay á. Có mền đất nè, có chai nước uống, có khăn lạnh nữa nè. À, đang điều chỉnh tivi. Review xe của Việt Tân Phát. Ủa? Tivi mở đâu? Tivi mở đâu? Không biết mở tivi luôn. Thôi, thôi có nút on, nút off gì không? Hai người đang mở tivi. Đến thành phố Kim Tum rồi các bạn ơi. Đây, thành phố Kim Tum đây. Tắt tô, phân cảm. Cảnh xung quanh thành phố Kim Tum. Có nhiều nhà cao tầng và ngân hàng. Công tâm người đi xa thầy, người đi cờ rong. Là trung chuyển mà. Đi xe trung chuyển rồi. Xa thầy là xa nhất. Là xa thầy là xa nhất. Không biết sao mà đặt cái tên xa thầy. Giống như là xa thầy từ cái điểm đó. Quay các bạn cảnh luôn. Thành phố Kim Tum buổi sáng. Tỉnh Kim Tum. Đa số là dân Quảng. Dân Tum lo xong rồi dân Quảng khô. Với dân Tum kiểu mang đi hết. Dân Quảng khô. Bồng binh là dân Quảng kiểu nhà Sơn, Kim Sơn đó. Đó, nhà cái nhà Tân Sơn đó. Kim Sơn hả? Dạ. Phan Đình Phùng, thành phố Kim Tum. Hiện tại là đang nằm trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Kim Tum. Đến sau thầy mình quay tiếp cho các bạn nha. Đẹp chưa? Clip. Hả?
Bơm cát hả? Bơm cát hay cái lậu. À. Mấy bơm cát bỏ trốn rồi. Có mấy dân phòng đứng tỉnh đầu á. Xưởng tinh bột sắn cơm tâm. Xưởng tinh bột sắn cơm tâm. Hả? Buổi sáng trời mưa. Chắc xuống hàng chỗ này. Vô tham quan xưởng tinh bột sắn luôn nè. Có xưởng hoành tráng không? Thị trấn Sa Thầy. Nhà cửa san sát hết rồi. Sa Thầy thuộc tỉnh Kon Tum. Cái nhà nào cũng có cây nhãn to là to. Bồng bên rồi. Bồng bên rồi đi. Tối đẹp lắm á, tối lắp đèn chết. Nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy. Đây nhà khách mà. Nhìn đẹp chứ. Đây đây nè, nè. Hội trường huyện Sa Thầy. Hội trường 19 tháng 5. Đây là nhà rông, huyện Sa Thầy nè. Nhà rông, nhà văn hóa.
Nhà rông văn hóa Sa Thầy. Đó, có bạn chỉ đang chạy đó. Cảnh xung quanh nhà rông. Hôm nay thứ bảy rồi, người ta không có cho mình vào tham quan các bạn. Ở phía trước nhà rông nè. Đó, phía trước nhà rông nè. Đẹp chưa? Người ta nuôi cá, người ta để thả cá, nhưng mà mình xin mình câu vẫn được. Người ta cho câu. Rồi bây giờ qua cầu treo hồ sinh thái. Ba Tuấn nè, ba Tuấn nè. Quay ba Tuấn nè. Về cầu treo nha. Nơi đi du lịch cầu treo hồ sinh thái nha. Ôi. Cái gì em? Có cá lóc luôn hả? Rồi. Mình đã đi đến sân vận động Sa Thầy rồi các bạn. Đây. Đây là sân vận động. Công trình chào mừng 40 năm ngày thành lập huyện Sa Thầy. Ngày 1 tháng 1 năm 79. Rồi đến năm 2019. À. Cảnh sân vận động nè. Quá đẹp chưa? Rồi. Rồi, đây núi mây. Mây nè các bạn. Đó, mây với núi đó. Kháng đài A, kháng đài B. Hello, Phật thủ của tôi. Trời ơi, đi xe máy lên Sa Thầy luôn nè. Mây ôm núi. Mây trời. Đi xe máy lên Sa Thầy. Mây trời gần nhau. Rồi, chụp vài tấm ảnh đây kỷ niệm nè. Nè. Đây, lẹ lên. Chụp bấm chỗ này nè. Lên không lên. Bấm cho đây nút đó đó. À. À vừa quay vừa chụp được luôn hả? Dạ. Vừa quay vừa chụp luôn ha. Ok, ok rồi. Núi mây. Chị thơ thấy. Mình đã đi đến Sa Thầy cơm tung. Đây mình quay cảnh trung tâm hành chánh huyện Sa Thầy. Có một ngôi chùa thật là cao. Xin giới thiệu các bạn, đây là những cây thông cuối cùng ở của đồi thông huyện Sa Thầy. Cái này khoảng 2.000 mét vuông thôi. Đồi thông này còn khoảng 2.000 mét vuông. Hơn 3.000 luôn hả? Chuẩn bị phân lô sẽ nền. Ở xa xa là chùa Khánh Sơn, Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum. Wow, cảnh này đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Đấy. Chùa Khánh Sơn nè các bạn. Đây. Chùa Khánh Sơn. Đó, quay cho các bạn. Đó. Núi mây nè. Đã chưa? Đây, mình đi xe phượt nè.
Rồi, đây là trung tâm huyện Sa Thầy nè các bạn. Cảnh về đêm rất là đẹp luôn. Rồi, mình đi tiếp thôi dì ơi. Trung tâm huyện Sa Thầy. Mình đi thăm nhà bà dì ở trung tâm huyện Sa Thầy luôn nè các bạn. Cơm tâm nè. Đẹp quá. Chiều như thứ vậy 7. Mình đã quay xong toàn cảnh huyện Sa Thầy ban ngày và ban đêm, gồm có khu vực trung tâm hành chánh, sân vận động huyện Sa Thầy và bến xe Sa Thầy, khu vực trung tâm huyện nhà đây là Sa Thầy. Đây là xin hội chào trường các bạn. 19 tháng 5 huyện Sa Thầy. Nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Nếu các bạn thấy video này thật hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký bên hội trường này. Quá con đường về đêm rất là đẹp luôn. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo và xung quanh hội trường 19 tháng 5 cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Huyện Sa Thầy cơm tâm đổi mới rồi, rất là hiện đại luôn. Nó đẹp chưa? Trụ sở nè, huyện ủy nè, Sa Thầy nè. Đó. Đây, chiều chiều người ta đi bộ thể dục nè các bạn. Đó, tối nè. 8 giờ tối vẫn còn người đi bộ thể dục luôn. Đó. Đây xung quanh cảnh bờ hồ nè. Đó, có một cà phê rất là ý tưởng luôn nè. Đây. Bên đây là nhà rông. Đó, quá đẹp luôn. Bờ hồ đó. Đó, bờ hồ, cà phê bờ hồ đó. Cái cầu đó. Bên kia là quán cà phê, cà phê bờ hồ, gọi là cà phê bờ hồ. Đẹp chưa? Hai cùng nhau nên sao nó uống lắm đó. Ôi, cảnh đẹp quá các bạn ơi.